Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục bản tin 24 giờ của JBS được phát sóng vào lúc 7 giờ tối các ngày trong tuần. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ điểm qua một số thông tin đáng chú ý. Bitcoin giảm giá và thị trường tiền số mất gần 200 tỷ đô la bởi những mối lo ngại về cuộc chiến tranh Nga-Ukraine và những biện pháp giám sát của chính quyền Mỹ với thị trường tiền số trong thời gian tới. Trong khi Twitter quảng cáo là đã tích hợp Ethereum vào tính năng thanh toán tiền tiếp của mình, thì Telegram cũng khoe rằng trong năm 2021, quảng cáo tiền số trên Telegram tăng vọt khi nhu cầu quảng cáo tăng theo cấp số nhân với mức giá cao đứng đầu, còn doanh thu thì chỉ đứng thứ 3 sau lĩnh vực đầu tư và kinh doanh. Nội dung chi tiết sẽ có ngay trong bản tin sau đây. Khủng hoảng Nga-Ukraine khiến thị trường kỹ thuật số mất gần 200 tỷ đô la. Theo CoinMarketCap, lúc 4 giờ 30 ngày 18 tháng 2 năm 2022, giá Bitcoin đã mất gần 10% trong 24 giờ qua. Ethereum giảm xuống mốc 2.850 đô la, cùng các đồng tiền lớn khác cũng giảm mạnh, thổi bay gần 200 tỷ đô la khỏi thị trường kỹ thuật số. Sự sụt giảm Bitcoin và thị trường tiền số diễn ra cùng với sự lao dốc của thị trường chứng khoán sau khi Tổng thống Joe Biden đưa ra bình luận rằng Nga có thể xâm lược Ukraine trong vài ngày tới. Cùng đó, Chủ tịch Ủy ban Ổn định Tài chính Hoa Kỳ cảnh báo rằng việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga có nguy cơ làm suy giảm sự ổn định tài chính toàn cầu. Ngoài cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine, các thương nhân và nhà đầu tư cũng cảm thấy lo ngại về mức lạm phát của Mỹ ở mức cao nhất trong 40 năm qua. Nhiều khả năng sự bất ổn vĩ mô cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư trong những tuần tới. Ngoài ra, thị trường cũng có thể bị ảnh hưởng tiêu cực khi chính phủ Mỹ đe dọa tăng cường giám sát trong lĩnh vực tài sản số. Mỹ tăng cường các hoạt động giám sát tiền kỹ thuật số. Ngày 18 tháng 2 năm 2022, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI đã thành lập đơn vị khai thác tài sản ảo, tập trung hoạt động và điều tra các tội phạm liên quan đến tiền kỹ thuật số. Đơn vị mới của FBI sẽ bao gồm một nhóm các chuyên gia về tiền kỹ thuật số, chuyên cung cấp phân tích, hỗ trợ và đào tạo cho toàn bộ FBI, cũng như cải tiến những công cụ điều tra liên quan đến tiền kỹ thuật số để dự báo trước những mối đe dọa tiềm ẩn trong tương lai. Đơn vị này sẽ tham gia vào nhiệm vụ riêng của nhóm thực thi tiền kỹ thuật số quốc gia NCET của Bộ Tư pháp gồm các đơn vị FBI, Cục Thực thi Ma túy Hoa Kỳ, DIA, ATF và các cơ quan khác của chính phủ. Ngoài ra, Bộ Tư pháp Mỹ cũng công bố giám đốc đầu tiên của nhóm thực thi tiền kỹ thuật số quốc gia được thành lập vào tháng 10 năm 2021 là ông Lee Yong-choi. Ông Choi trước đây là cố vấn cấp cao của Phó Tổng trưởng lý Hoa Kỳ, có kinh nghiệm giảng dạy trong lĩnh vực tài sản số. Bên cạnh đó, nhiều khả năng Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ ban hành một lệnh hành pháp để giám sát tiền kỹ thuật số, chỉ đạo các cơ quan phối hợp giữa chính phủ và liên bang và cả các cơ quan quốc tế nhằm nghiên cứu và đưa ra chính sách về nhiều vấn đề liên quan đến tài sản số, bao gồm sự ổn định tài chính của các tài sản tiền kỹ thuật số tư nhân như stablecoin, bảo vệ người tiêu dùng và đồng đô la tiền kỹ thuật số. Trước đó, vào cuối tháng 1 năm 2022, Nhà Trắng đã công bố sẽ ban hành một lệnh hành pháp. Lệnh này sẽ giao nhiệm vụ cho các cơ quan Hoa Kỳ quản lý tài sản kỹ thuật số như một vấn đề an ninh quốc gia. Quảng cáo về tiền kỹ thuật số tăng mạnh trên Telegram trong năm 2021. Telegram cho biết, quảng cáo phổ biến nhất trên nền tảng của Telegram trong năm 2021 đều có liên quan đến tiền kỹ thuật số, sàn giao dịch, dịch vụ trao đổi phi tập trung, trò chơi blockchain và các NFT. Trong 12 tháng qua, nhu cầu quảng cáo trong lĩnh vực này trên Telegram cũng tăng theo cấp số nhân. Mức giá cho quảng cáo tiền kỹ thuật số trên Telegram cũng vượt xa so với mức dành cho các chủ đề khác như đầu tư và giao dịch. Chi phí trung bình trong mỗi 1.000 lần hiển thị, hay còn gọi là CPM, cho quảng cáo tiền kỹ thuật số là 6.700 rút Nga, tương đương 90 đô la trong năm 2021. Đây là mức giá quảng cáo đắt nhất trên thị trường của Telegram, vượt qua mức giá dành cho các chủ đề như giao dịch hay đầu tư. Quảng cáo tiền kỹ thuật số cũng nằm trong số những quảng cáo có giá trị hàng đầu trên Telegram, với tổng doanh thu chiếm hơn 60% của tất cả các loại quảng cáo trên Telegram, chỉ đứng sau lĩnh vực đầu tư chiếm 13% và kinh doanh chiếm 10%. Twitter thêm Ethereum vào khả năng tiền tiếp. Gã khổng lồ mạng xã hội Twitter cho biết họ đang mở rộng nền tảng thanh toán tích hợp với khả năng tiền tiếp mới của mình. Trong một tweet gần đây với 6,9 triệu người theo dõi, Twitter cho biết các địa chỉ ví của khách hàng sẽ được liên kết với Ethereum để phục vụ cho các tính năng mới của Twitter. Twitter cũng bổ sung một số dịch vụ thanh toán từ bên thứ ba cho việc gửi các khoản tiền tiếp. Twitter lần đầu tiên triển khai tính năng tiền tiếp của mình vào tháng 9 năm 2021, cho phép người dùng gửi tiền ngay lập tức và miễn phí bao gồm fiat và bitcoin cho bất kỳ người dùng Twitter nào trên thế giới. Giờ đây, người dùng có thể gửi Ethereum theo cách tương tự đến với Ethereum của người khác. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi những thông tin của JBS. Hãy like, share và subscribe kênh để nhận được những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!